Thưa quý vị, Việt Nam Dog Show, cuộc thi chó đẹp Việt Nam do Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam VKA tổ chức, thu hút đông đảo những người nuôi chó và thú cưng đến tham gia hàng năm. Năm nay, Việt Nam Dog Show 2022 diễn ra tại Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11, với sự tham gia tranh tài của hàng trăm chú chó thuộc hơn 60 giống đến từ các nước cùng các giống chó bản địa Việt Nam. Tại cuộc thi, các chú chó sẽ trải qua 6 hạng mục thi đấu để giành các chứng nhận và danh hiệu đẳng cấp quốc tế như CAC, CACIB, A2O, CAC. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Dog Show Việt Nam, một chú chó Phú Quốc thắng đến 6 giải Best in Show. Những chú chó Best in Show và chủ nhân sẽ nhận được các phần thưởng giá trị từ nhà tài trợ như TV Samsung 55 inch, iPad, Apple Watch. Cần phải gia nhập vào các tổ chức quốc tế. Sau khi mà được Bộ Nội vụ chứng nhận cho thành lập hiệp hội, chúng tôi có được gia nhập vô cái tổ chức IKU của Nhật, rồi gia nhập vô FCI. Cái tổ chức FCI là một cái liên đoàn chó giống thế giới, nó nôm na như là FIFA đá banh vậy đó. Phong trào chơi chó giống gần đây của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và tiếp cận rất là nhanh. Các bạn đi thi đấu quốc tế, ra nước ngoài thi đấu, lẫn thi đấu trong nước rất là nhiều, nên cái sự cọ sát liên tục và cái sự chênh lệch nó không có nhiều như xưa. Một ngày nào đó mình đủ sức, mình có thể đăng ký một cái show chó thế giới. Bên cạnh các phần thi ấn tượng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, Việt Nam Dog Show 2022 cũng miễn phí vé vào cổng cho mọi chú chó đến vui chơi, vận động lành mạnh tại các khu riêng biệt. Các chú chó phải trải qua những dòng như là Best of Breed là nhất giống, Best of Group là nhất nhóm, và cuối cùng là nhất show là Best in Show. Là ở đây có những giám khảo rất là danh giá đến từ thế giới, những người chấm những cuộc thi là World Dog Show, cuộc thi vô địch của chó đẹp thế giới tới đây để chấm. Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam VKA được thành lập vào năm 2009 nhằm phát triển việc nuôi chó giống cũng như bảo tồn và phát triển chó giống bản địa quý của Việt Nam. Đến nay, sau gần 15 năm hoạt động, VKA đã và đang tạo dựng được nhiều sân chơi chuyên nghiệp cho người nuôi chó, cũng như góp phần nâng cao phong trào nuôi chó giống tại Việt Nam lên ngang tầm với các nước trên thế giới.